Một cuộc thi hoàn toàn mới dành cho các bạn đam mê thiết kế thời trang với nhiều giải thưởng và cơ hội hấp dẫn. Cơ hội tham gia một đêm fashion show đẳng cấp đầu tiên trong sự nghiệp. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng, bao gồm một chuyến trải nghiệm thực tế tại Seoul Fashion Week. Với sự dẫn dắt và đào tạo của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và siêu mẫu Võ Hoàng Yến, cùng đội ngũ chuyên gia nhãn hàng Anno Sophia và Freelancer, hãy nắm lấy cơ hội chắp cánh ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang ngay hôm nay. Hồ sơ đăng ký bao gồm đơn đăng ký dự thi, 3 mẫu phác thảo thiết kế có đính kèm lời trình bày, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có xác nhận của chính quyền địa phương. Hồ sơ đăng ký gửi về công ty trách nhiệm hữu hạn Di, lầu 4, tòa nhà số 1, đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh hoặc địa chỉ thư điện tử info@a2.vn. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 12 tháng 9 năm 2018. Vòng sơ tuyển ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Vạn Hạnh Mall, số 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Wings Up, chắp cánh tài năng thiết kế.